mộ tiền tỷ trong những nghĩa địa xa hoa ở Việt Nam không chỉ có kiến trúc độc đáo, những ngôi mộ này còn có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Và tất nhiên, nó thuộc về một dòng họ khá giả hoặc của một đại gia nào đó. Nghĩa địa làng An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế nổi tiếng bởi những ngôi mộ từ hàng trăm triệu cho đến vài tỷ đồng. Nhiều người biết đến nơi đây với cái tên thành phố lăng mộ hoặc có người còn gọi là thành phố ma hay nghĩa địa xa hoa nhất Việt Nam. Những quần thể lăng mộ nơi đây nổi tiếng đến mức đến Huế. Hỏi bất kỳ người dân nào đều biết, những bãi cát trắng ở nơi đây đã dần biến mất khi những ngôi mộ mọc lên chi chít. Khi vào nghĩa địa này, người ta phải choáng ngợp như đứng trước một đám nấm kiến trúc khổng lồ đủ màu, đủ cỡ mọc lên trùng điệp trên bãi cát dọc bờ biển. Những ngôi mộ không nằm tách biệt trên các sườn đồi hoặc xa khu dân cư mà là trải dài ra dọc biển và xen lẫn với những ngôi nhà của người sống. Tuy là nghĩa địa nhưng không có cảm giác u ám, hiu hắt với mùi hương khói trên những ngôi lăng. Trái lại có một cảm giác vui thú bừng lên như đang nhìn ngắm một bức tranh với những màu sắc tươi thắm. Một lăng mộ thuộc vào loại đẳng cấp tại đây phải hội đủ các yếu tố, móng sâu và chắc, vật liệu xây dựng sang trọng kiên cố, trang trí đầy đủ các con vật trong tứ linh, lân ly quy phượng. Rồi những con rồng trầu trước bậc lên xuống, những ngôi tháp lục giác cao và điêu khắc chạm trổ công phu. Một người dân làng An Bằng cho biết những ngôi mộ bé nhỏ bạc màu thời gian ở khu nghĩa địa này hầu như đã được đập bỏ xây mới khi con cháu có điều kiện. Những ngôi mộ trên 1 tỷ đồng xuất hiện nhiều trong khoảng 5 năm trở lại đây. Vị trưởng thôn làng An Bằng cho biết trước đây làng vốn rất nghèo khổ, nhiều người phải đi ăn xin, làm thuê cho các vùng lân cận. Nhưng rồi việc ăn xin cũng chẳng thể đưa lại cho họ thoát khỏi cái đói nghèo. Rồi một số người đã không chịu được đã liều dùng tiền nhỏ vượt biên vào đầu những năm 80. Sau đó họ gửi tiền về cho con cháu của họ. Phú quý sinh lễ nghĩa, khi dân làng An Bằng bắt đầu có nhiều tiền, việc đầu tiên họ nghĩ đến là xây lăng mộ cho tổ tiên để báo hiếu. Rồi dần dần việc làm ý nghĩa này bị biến tướng khi xảy ra hiện tượng đua nhau xây mộ như bây giờ. Những ngôi mộ tiền tỷ ở thôn biển nghèo thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế cũng được biết đến với hàng trăm ngôi mộ được xây dựng công phu, hoành tráng với chi phí lên tới hàng tỷ đồng. Trước đây cả thôn sống bằng nghề đi biển, vất vả mưu sinh nhưng cũng chỉ đủ ăn. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cả thôn giàu lên trông thấy nhờ nguồn tiền gửi về từ nước ngoài. Đa số các hộ dân đều có người thân, họ hàng hiện đang sinh sống và làm việc ở Mỹ, phần lớn di cư trước 1975. Cũng từ nguồn tiền đó mà những ngôi nhà khang trang được cất lên, đặc biệt là sự xuất hiện của các khu lăng mộ nguy nga tráng lệ có mức chi phí tới hàng tỷ đồng. Mộ ở đây được xây dựng trên các khu đất rộng hàng trăm mét vuông, được ốp sành theo kiến trúc chùa chiền Huế, gồm nhiều tiểu cảnh và hình tượng tứ linh, long ly quy phụng. Thông thường, mỗi gia đình có một khu lăng mộ riêng gồm nhiều ngôi mộ nhỏ. Tùy từng số lượng người trong gia đình và điều kiện kinh tế mà độ hoành tráng khác nhau. Để hoàn thành một khu lăng mộ, trung bình mất khoảng vài tháng tới hơn một năm tùy quy mô và thời tiết.